À, nếu mà quý vị thích Mexico thì từ nay cho đến ngày 16 tháng 3 năm 2023, quý vị có thể đến Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để tham quan triển lãm tranh Tìm kiếm Mexico của họa sĩ Diego Retarte. Triển lãm do Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là cơ hội để chiêm nghiệm hình ảnh phong cảnh bình dị tại Mexico. Triển lãm Tìm kiếm Mexico bao gồm 32 bức tranh sơn dầu khổ nhỏ 30x40cm. Những tác phẩm này miêu tả các địa điểm biểu tượng của 32 bang hoặc vùng lãnh thổ Mexico. Triển lãm cũng giới thiệu 3 băng rôn tranh vẽ khổ lớn cùng một số hiện vật. Khi nói đến đất nước Mexico thì chúng ta nghĩ ngay đến cái hội họa tranh tường, tranh hoành tráng. Và hôm nay thành phố của chúng ta được đón nhận một họa sĩ trẻ với một cái nền tảng của hội họa Mexico, và anh có một chút phá cách trong những cái bức tranh sơn dầu khổ nhỏ. Đặc biệt là họa sĩ là một người tự học nhưng mà rất đam mê hội họa, và đây cũng là một cái dịp để người dân Việt Nam chúng ta nói chung hiểu biết thêm về cuộc sống đương đại của cư dân cũng như là người dân Mexico. Tìm kiếm Mexico giới thiệu những hình ảnh phong cảnh bình dị tại Mexico như bãi biển, núi non, di tích khảo cổ, quảng trường của các thành phố lớn. Đây là góc nhìn của tác giả về tầm vóc hùng vĩ của đất nước, địa lý, con người, vạn vật trên lãnh thổ Mexico. 32 bức tranh này tôi tìm thấy được trên Instagram về các tiểu bang của Mexico, và tôi sử dụng hashtag tìm kiếm Mexico. Những bức tranh này của tôi kích thước chỉ nhỏ bằng laptop. Diego Rodate là nghệ sĩ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Ông đã giới thiệu 14 triển lãm cá nhân tại Mexico, Hoa Kỳ, Pháp, Ba Lan và đã tham gia 14 triển lãm tập thể. Tác phẩm của ông được trưng bày tại các hội chợ, triển lãm quốc tế như tuần lễ nghệ thuật Sonamaco, thành phố Mexico năm 2021 và hội chợ quốc tế nghệ thuật Miami năm 2021.